Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Review sách cùng Chi Bút nhé. Hôm nay Chi Bút muốn giới thiệu đến các bạn tập tản văn Bên Sông Âu Lâu của nhà văn Phi Tân. Ở đây có bạn nào đến chơi xứ Huế chưa nhỉ? Hễ nhắc đến xứ Huế là chúng ta lại liên tưởng đến những công trình kiến trúc cổ xưa, nhóm màu rêu phong cùng những cảnh sắc thiên nhiên mang nét thơ mộng, hữu tình trong không gian thư thái, tĩnh lặng của miền đất cố đô cũ. Nhưng Huế cũng có những góc nhìn thân thuộc, gần gũi của làng quê, cây đa bến nước như bao người. Huế còn có dòng sông Âu Lâu, uốn lượn ôm gọn huyện Phong Điền, và đó cũng chính là khung cảnh của nhà văn Phi Tân vẽ lên. Sau cuốn sách Ngoại ô thương nhớ, nhà văn Phi Tân vừa ra mắt độc giả tập tản văn Bên Sông Âu Lâu. Tập sách gồm 57 tản văn là những dòng cảm xúc nhớ thương, chở nặng tâm tình, hoài niệm của tác giả, với những câu chuyện của làng quê, gia đình, tình cảm bạn bè, làng xóm, về con sông tuổi thơ, về món ăn mẹ nấu, về những người muôn năm cũ đã cùng anh trải qua tuổi thơ, trải qua thời niên thiếu không thể nào quên. Cuốn sách Bên Sông Âu Lâu là những mảnh ký ức ấm áp cảnh quê, người quê, chuyện quê, tình quê của một đứa con xa quê luôn yêu nhớ quê hương đến thắt lòng. Mỗi một câu chữ của Bến Sông Âu Lâu đều chở nặng tâm tình, nỗi nhớ thương của Phi Tân về con sông tuổi thơ, về những món ăn mẹ nấu, về bữa trưa bạn gặt, về những o, những ôn, về tuổi thơ đầy kỷ niệm của mình. Trước Bên Sông Âu Lâu, tác giả Phi Tân cũng đã sáng tác một cuốn sách về xứ Huế thân yêu của anh với tên gọi Ngoại ô thương nhớ. Và sắp tới đây thì anh cũng sắp trình làng cuốn sách mới của mình với tên gọi Về Huế ăn cơm, cũng là cuốn sách viết về xứ Huế mộng mơ đầy hữu tình. Nhà văn Phi Tân lớn lên bên dòng sông Âu Lâu, tuổi thơ trải qua những nhọc nhằn, khổ cực nhưng cũng đầy ắp niềm vui. Tác giả đã khắc họa bức tranh làng quê sinh động, hữu tình và đầy thân thuộc trong cuốn sách Bên Sông Âu Lâu của mình. Tập sách Bên Sông Âu Lâu được in dày dặn và điều thu hút, hấp dẫn không chỉ có ở những câu chữ mà còn là những hình ảnh qua bộ tranh phong cảnh 6 tấm postcard được tặng kèm do họa sĩ Vũ Tiến vẽ lên, đã khiến cho cảm xúc và sự hồi tưởng của người xem hòa quyện và thăng hoa hơn. Nếu chưa lần nào về Huế, các bạn có thể mua sách để đọc và cảm nhận Huế chân thực, gần gũi vô cùng với cuốn sách Bên Sông Âu Lâu nhé. Vậy là chuyên mục review sách ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục review lần sau. Hãy follow chúng mình nhé!